Tử Vi tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi cho tuổi Ất Mùi 6 tháng cuối năm 2021 sẽ giải đáp được những thắc mắc về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời gian này, tuổi Ất Mùi sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào đối với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Có cơ hội nào tốt để phát triển trong năm 2021? Ngoài ra, phần tử vi cho tuổi Ất Mùi trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Qua phần luận tử vi cho tuổi Ất Mùi trong thời gian 6 tháng cuối năm 2021, quý gia chủ sẽ nắm bắt được sự tốt xấu trong năm Tân Sửu về các phương diện, công danh, tài lộc, sự nghiệp, tình duyên và sức khỏe. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Sau đây là phần tổng quan về tử vi của ông bà tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Xem tử vi nửa cuối năm Tân Sửu có cho thấy, bước sang năm 2021, ông bà tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 gặp cục diện Sửu Mùi tương xung, mưu sự khó thành, nhiều chuyện trắc trở. Ông bà sẽ vấp phải những vấn đề và trở ngại bất ngờ hoặc do lòng người trao trở, không thể đoán trước. Tài vận trong thời gian này cũng không quá khả quan, cả nguồn thu chính và phụ đều chỉ ở mức tạm chấp nhận. Tuy nhiên, vẫn có thời điểm ông bà giải quyết được vấn đề khó mà người khác vốn đã bỏ cuộc. Đây chính là cơ hội để nâng cao uy tín và lòng tin từ mọi người xung quanh. May mắn trong thời điểm này, những việc liên quan đến ngoại giao, quan hệ xã hội, chấp pháp, hành chính sẽ được tiến hành thuận lợi hơn chút. Ngoài ra, người xưa thường nói, mỗi năm khi tương trùng cùng với sao Thái Tuế, thì con giáp đó ắt sẽ có những khó khăn không thể tránh khỏi. Trong năm phạm Thái Tuế, gia chủ sẽ gặp phải nhiều điều bất thuận, công việc khó khăn, sức khỏe suy kém, tình cảm lận đận, tiền bạc tốn hao. Vì vậy, để có thể hóa giải, thầy Gia Cát khuyên ông bà hãy mang bên mình kim bài Thái Tuế. Kim bài Thái Tuế có hai mặt, mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó, mặt sau có in lệnh phù Thái Tuế của năm kèm theo những tuổi bị phạm Thái Tuế. Kim bài sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh. Từ đó ông bà có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của ông bà tuổi Ất Mùi trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Trong nửa cuối năm 2021, nếu ông bà tuổi Ất Mùi vẫn đang đi làm, sự nghiệp năm nay có nhiều biến động, sẽ vấp phải đủ loại trở lực hoặc bị người khác gây khó dễ, bất hợp tác. Hơn nữa, nếu không kiểm soát được cảm xúc của mình, ông bà rất dễ để cảm xúc dẫn lối mà bỏ qua việc dùng lý trí để suy xét mọi việc. Ở độ tuổi lục tuần, chắc hẳn chính bản thân ông bà cũng không hề muốn xảy ra tranh chấp, cãi cọ, đấu tố. Cho nên, nếu ông bà có thể hãy chủ động tránh những rắc rối không đáng, nhớ rằng sĩ hòa vi quý. Còn với ông bà Ất Mùi đã về hưu, có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống êm đềm bên gia đình,
con cháu và những thú vui tuổi già của mình. Ngoài ra, trong thời gian này, những vấn đề cần làm việc với các cơ quan hành chính, hành pháp nhìn chung sẽ được tiến hành thuận lợi. Ông bà có thể còn may mắn nhận được những chính sách hỗ trợ hoặc giảm bớt thủ tục hành chính gọn lẹ hơn. Để có thể tăng may mắn và cải mệnh thì thầy phong thủy khuyên ông bà tuổi Ất Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy vòng gỗ huyền long, tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Bộ ba linh vật khắc trên mặt đá mạ nâu đỏ sẽ có tác dụng bổ trợ thân mệnh, kích tài, nạp phú, tăng cường hòa hợp, thiên, địa, nhân cho ông bà trong thời gian sắp tới. Đồng thời, đá mạ nâu đỏ còn mang lại sức khỏe, sự hưng thịnh và trường thọ cho ông bà. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo tử vi của ông bà tuổi Ất Mùi nửa cuối năm 2021 cho biết, ở tuổi này, ông bà đã dần không đặt nặng vấn đề tiền bạc mà chỉ quan tâm tới việc quây quần bên con cháu, an nhàn, tận hưởng tuổi già. Tuy nhiên, ông bà vẫn cần cẩn thận với những lời mời chào đầu tư với mức lãi suất cao, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, kẻo lọt vào bẫy lừa gạt của những kẻ xấu khiến tài sản tích góp cả đời hao hụt thì không có gì đáng lo ngại. Ngoài ra, ông bà còn có thể sử dụng sự khéo léo của mình để thu được lợi ích, nên bình tĩnh và lý trí thì tốt hơn. Đặc biệt, thầy phong thủy khuyên ông bà tuổi Ất Mùi hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nhanh đón quý nhân tương trợ ông bà trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. Từ đó, mọi việc sẽ được hành thông, thuận lợi, thành công hơn, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba, tình cảm và gia đạo. Cục diện thái tuế tương xung trong năm 2021 khiến vận trình tình cảm của ông bà tuổi Ất Mùi không được suôn sẻ. Dù là ông hay bà tuổi Ất Mùi đều dễ lâm vào những tình huống chéo ngoe mà nguyên nhân cũng bởi sự cứng nhắc và nóng nảy của bản thân. Cho nên, ông bà cần phải bình tĩnh, tinh tế và trò chuyện với đối phương nhiều hơn để giải quyết khúc mắc, nếu không gia đạo khó bề yên ấm. Ngoài ra, trong thời gian này, ông bà hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyền long, tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp ông bà đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Đồng thời, vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho ông bà. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Bước sang năm Tân Sửu, ông bà tuổi Ất Mùi đã ở độ tuổi lục tuần, cho nên tuổi tác đã cao khiến sức khỏe của ông bà ngày càng giảm sút, âu cũng là chuyện thường tình. Ngoài ra, hệ tiêu hóa của ông bà cũng xuất hiện dấu hiệu bất ổn, chú ý ăn uống và sinh hoạt lành mạnh. Ông bà cũng cần chú ý an toàn khi đi lại, điều khiển phương tiện giao thông, tránh để xảy ra tai nạn thương tổn ngoài ý muốn. Đặc biệt, hơn nữa đó là ông bà hãy sử dụng pháp khí bát bảo tâm kinh. Vòng tay sẽ giúp ông bà xua đuổi hung tinh, hóa giải vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ ông bà tuổi Ất Mùi trong năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Ất Mùi trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, vận thế của ông bà tuổi Ất Mùi không được thuận lợi như ý muốn, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Dù ông bà luôn cố gắng hết sức mình, nhưng vẫn không tránh khỏi những rắc rối bất chợt xảy đến. Có thể kẻ tiểu nhân đang tác oai, tác quái, kìm hãm bước phát triển của ông bà. Cho nên ông bà cần phải tinh tường để nhận ra ai là người thực sự tốt đối với mình, ai là kẻ đang ngấm ngầm hãm hại. May mắn phương diện tài lộc trong tháng có những bước phát triển ổn định. Ông bà nên phát triển theo hướng chậm mà chắc, chứ không nên vội vàng đầu tư vào những mối có thể thu hồi vốn một cách nhanh chóng. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Ông bà tuổi Ất Mùi sẽ phải làm việc khá vất vả trong tháng 8 âm lịch. Dù sự nghiệp đã dần ổn định hơn trước, những khó khăn vướng mắc trong khoảng thời gian trước đã được giải quyết phần lớn, nên ông bà có thể thả lỏng, không cần quá căng thẳng. Tuy nhiên, sức khỏe lại có dấu hiệu suy giảm. Có lẽ đây là lúc ông bà cần buông xuống những gánh nặng và dành thời gian để yêu thương, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn.
Đặc biệt trong thời điểm này, ông bà cũng không nên vội vàng đầu tư, sẽ bị kẻ xấu lừa gạt, dẫn đến cảnh phá tài. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Ông bà tuổi Ất Mùi sẽ phải chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần trong khoảng thời gian này. Ông bà hiếu thắng và nóng lòng thể hiện điểm mạnh của bản thân mình, nên sẽ đẩy chính mình vào những chuyện rắc rối, không cần thiết. Trên phương diện tiền bạc, ông bà có thể phải chi tiêu nhiều cho việc phô trương bản thân. Trên thực tế, ông bà không nhất thiết phải khoe mẽ nếu muốn nhận được sự chú ý của mọi người. Hãy tự tin là chính mình, người khác sẽ bị hấp dẫn bởi chính con người của ông bà. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Đến tháng 10, vận trình của ông bà tuổi Ất Mùi có dấu hiệu ổn định và phát triển rõ ràng hơn trước đó. Ông bà có thể gặp gỡ được quý nhân hoặc người đồng chí hướng. Đôi bên sẽ hợp tác để cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nhờ có người trợ lực, mọi việc cũng tiến triển thuận lợi hơn nhiều, tạo động lực để ông bà có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Dù đã bước vào thời điểm cuối năm 2021, nhưng vận trình của ông bà tuổi Ất Mùi vẫn không được thuận lợi như ý muốn. Cục diện tương hại khiến ông bà dễ vướng vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân nếu không đủ kinh nghiệm hoặc sự sáng suốt để nhận ra. Mối quan hệ giữa người thân trong gia đình cũng có dấu hiệu xa cách. Ông bà cần chú ý đến chuyện tình cảm nhiều hơn. Dù công việc có bận rộn đến mấy thì cũng không nên dồn hết trách nhiệm chăm sóc nhà cửa cho nửa kia của mình. May mắn là phương diện tiền bạc không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Nếu chi tiêu hợp lý thì ông bà vẫn còn tiền để tiết kiệm phòng biến cố xảy ra. Thứ sáu, tử vi tháng 12 âm lịch. Dưới sự tác động của cục diện tương xung, tháng 12 âm lịch ông bà tuổi Ất Mùi vẫn không được yên ổn. Dù đã cố gắng làm việc nhưng ông bà vẫn luôn phải chịu đựng sự đối nghịch của đồng nghiệp. May mắn tiền bạc có dấu hiệu tăng nhẹ, ông bà có thể nhận được các khoản tiền thưởng cuối năm. Song thời điểm này cũng cần phải mua sắm rất nhiều thứ nên có thể khoản tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu vận hạn của ông bà tuổi Ất Mùi trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và lá số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn ông bà tuổi Ất Mùi. Trong 6 tháng cuối năm 2021, ông tuổi Ất Mùi sẽ bị sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây là sao xấu gây hao tán tiền bạc. Dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền, mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Ngoài ra, ông còn gặp phải hạn toàn tận, chủ về hao tài, tốn của, ốm đau bệnh tật. Ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ, nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Còn bà thì may mắn được sao Thái Âm chiếu mệnh, sau này thường đem lại cho nữ giới sự hài hòa, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn về tiền tài, làm cho được toại nguyện những ước mơ của ông bà. Tuy nhiên, bà lại gặp phải hạn huỳnh tuyền. Huỳnh tuyền là hạn xấu tác động chủ yếu về phương diện sức khỏe, cho nên trong thời gian này, bà sẽ dễ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng. Mưu cầu giành lợi đều khó thành, sẽ xảy ra thất bại. Thứ hai, luận hung các niên vận sau tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của ông bà tuổi Ất Mùi trong thời gian này gồm các sao Đại Hao, Tuế Phá, Thiên Hư gây hao tán tiền của, cản trở công việc và sức khỏe của ông bà. Cung Tam Hợp thì còn có các sao Tam Môn, Điều Khách, Lưu Hà, báo hiệu gia đình có tăng chế, chuyện phiền muộn. Cuối cùng là cung Xung Chiếu gồm có các sao Hoa Cái, Thái Tuế, Phá Toái, tăng lực cản cho công việc làm ăn, điềm báo tiểu nhân gây phá. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của ông bà tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.